Hello các bạn, mình tên là Bunny và cái video của ngày hôm nay sẽ là một cái video rất là khác. Nghĩa là cái video ngày hôm nay Bunny sẽ đặt tên nó là Get Ready With Me video. Nghĩa là thường thường Bunny làm makeup để mà chỉ các bạn cách làm kiểu makeup giống gì hay này nọ. Nhưng mà cái Get Ready video sẽ là một cái video giống như là cho các bạn xem một cái ngày mà khi mà Bunny, ví dụ Bunny đi chơi ở đâu, Bunny sẽ quay lại cái quá trình, nghĩa là cho các bạn xem cái cách mình get ready. Bunny không biết dịch sao nữa, nhưng mà nói chung cái video này sẽ về giống như là một cái get ready video. Và lý do nó khác với lại những video kia, nghĩa là bình thường khi mà Bunny quay mấy cái video giống như là để cho các bạn xem giống như cách Bunny chỉ các bạn làm makeup á, thì lúc đó là Bunny quay giống như là sẽ lúc đó là Bunny quay gần, chiếu gần vô cho các bạn xem những chi tiết. Và Bunny giống như là để mấy cái đèn thật là sáng cho các bạn thấy rõ giống như cái những từng cái chi tiết của makeup. Và sau đó Bunny chỉ chùi ra thôi. Còn cái get ready video này của Bunny á sẽ là một cái video mà các bạn có thể coi Bunny sửa soạn và cách Bunny makeup để mà giống như đi chỗ này và chỗ kia. Và nếu như các bạn thích những video giống như vậy thì Bunny sẽ làm thêm cho các bạn xem. Và Bunny rất xin lỗi là tại vì hôm nay video này quay rất là gấp, bởi vì thường thường mà khi mà Bunny làm cái video là Bunny không có tính sẵn đâu, Bunny chỉ như là thích quay là quay liền, cho nên cái video đó Bunny làm rất là gấp, nó không có chi tiết nhiều, nhưng mà nói chung là quay thử để mà rút kinh nghiệm. Và nếu như các bạn thích những cái video giống như vậy thì mai mốt nữa Bunny sẽ quay cho các bạn xem và nó sẽ bài bản hơn và hay hơn cái video này. Và trong cái video của ngày hôm nay thì các bạn sẽ thấy một phần góc mặt nữa của em họ của mình. Em họ của mình tên là Tiffany. Và hồi nãy vì chắc chung hôm nay vì gấp quá không có sự chuẩn bị, cho nên Bunny không có thể quay một cái intro chung với lại em họ của mình được. Nhưng mà nếu mà các bạn không biết em họ của mình là ai ấy, thì Bunny có quay một cái video mấy tháng trước, lúc mà Bunny làm makeup cho em họ của mình để mà dạy các bạn là makeup kiểu tay á. Thì hôm nay lại có sự góp mặt của em họ mình Tiffany. Nói chung là một lần nữa Bunny rất xin lỗi các bạn vì cái video hôm nay nói chung là nó rất là spontaneous, nghĩa là thích cái gì là quay cái đó, nó không có bài bản cho lắm. Và nói chung là đây cũng là một cái video get ready đầu tiên mà Bunny quay nữa, cho nên xin các bạn tha thứ. Và cái video của ngày hôm nay nghĩa là Bunny sẽ, nhưng mà nó cũng hơi là vlogish, nhưng mà nó là get ready video hơn. Và hôm nay Bunny sẽ quay một cái get ready video của lúc mà Bunny sơ soạn để mà đi ăn birthday của một người người bạn của Bunny. Và yeah, Bunny mời các bạn xem cái video này. Ok bây giờ tôi bắt quay rồi. AC. Oh. Ok bây giờ Bunny sẽ làm tóc cho cousin của Bunny trước và xin mời sự đầu rồi. Và xin mời sự trở lại của ai? Tiffany. Ok good. Ok wait đây. Go over here. Ok, bây giờ mình sẽ làm tóc vàng cho Tiffany. Và ok, here we go. You know, I'm not gonna add music. I'm not gonna turn on music because I'm gonna add in background music. So we can just talk. It's kind of like a chill video. Oh, ow. We can talk. Ok, sau đó mình sẽ dùng cái đồ xịt để mà dưỡng cái tóc á. Và cái đó là của hiệu Lovox để mà xịt vào tóc của Tiffany. Yeah. Your hair's still damp. It'll curl, but still, I don't. I like completely dry hair. You just curled it. You know you're on diet, so you remember Halloween? You just curled it. You know you're on diet, so you know? I curled your hair on Halloween? Yeah. Oh, at Kathy, at your house? Yeah, at my house. Remember? No, sorry. Really, you said you were doing the Victoria's Secret, and later you just told me to go shake it and then. No, I'm doing this. It's still the same as Victoria's Secret curls, but I'm gonna use bobby pin to curl it. I'm gonna use bobby pin to hold it. Okay. You'll see what I mean soon. But the curl it, I can't remember. Guarantee. Thôi mình sẽ dùng cái tone để mà kẹp cái tóc lại. Yeah. Và cái kiểu này mình sẽ gọi nó là Victoria's Secret curl. Yeah. Voluminous curl. Yeah. You gotta edit this, right? This could be hell long. I know. Oh.
It's like a get ready video. I want them to see us get ready. You'll see what I mean when I upload the video on YouTube. But yeah. Yeah, what else? Hot. It's hot. 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 I think my fans like you. They kept on asking for a comeback. Oh. And there you have it. Please come back. Hi. She's dressed in a bathrobe. Her bathrobe. What about burn you? Oh, did you see this video of this girl? Yeah, she burned her hair off. Oh, I felt so bad for her. I know. Can you imagine you doing that and you're just like... It did. It happened. What? Back in elementary school in New York. Oh man. Yeah, I'm gonna have to subtitle this video. I hate subtitling. What? So talk over it. No, let's talk over it. This is get ready. This is not like a tutorial. Okay. This is like a fun video. They're gonna love it. Okay. They're gonna ask for more. Okay, so apparently, a lot of my fans, they like to ask for like my advice on love. Since you're here and I'm doing your hair, why don't you give them some love advice? Like, how can you tell when a guy like you? And say it in Vietnamese. That's how, yeah, they may go and look at me. I've never been in love, so I don't know. Like, how can you tell? Or actually, no, actually, let's do it differently. Like, like, how do you tell them that you're not interested in the guy? You're not interested in the guy. That's it? Yep. That's your, like, advice? Well, are you being serious or joking? Both. Say you have a boyfriend. That's it? No, 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 not for me. Okay, that's a good excuse. Yeah, it's more like an excuse than an advice. No, not for me. Okay. Cause they're like, oh, do you live in America? And they're confused. Cause they saw like a fan over there. A fan what? Fan. See that fan? They're like, so is this Vietnam or America? I'm like, no, this is Vietnam. But you can go after. Yeah. No, but it's rare. American people don't use that kind of fan. They use AC. They have AC and a heater. They don't use that. Remember? No. You don't remember? Yeah, I know. Oh, okay. It would have like built in. It's not like this. Contact lens.
Và mình biết có nhiều bạn hay hỏi Bunny là cái Bunny có nhiều talent, Bunny hãy quay hết cái talent của Bunny đi. Thì để đính chính lại cái đó, như là Bunny xin lỗi, tại vì Bunny là một người rất là bài bồ. Và mấy cái hộp contact lens mà các bạn thấy á, nó chỉ là cái hộp không thôi. Còn bên trong là Bunny đã đổ đi mấy cái contact lens rồi, Bunny kia để nó trên thôi, tại vì lười cất nó ở dưới. Và hiện giờ thì Bunny có một cái contact lens thôi, và nó là của hiệu Angel Eyes. Và Bunny giờ này chỉ thích xài một màu, và màu đó là màu xám. Và cứ màu xám mà Bunny cứ xài. Và Bunny cũng có xài lens khi nào mình đi đâu, đặc biệt Bunny mới xài lens thôi. Hoặc là quay video Bunny mới xài lens. Cho nên Bunny ít xài lens, cho nên Bunny mua lens ít lắm. Và khi mà Bunny mua lens là 6 tháng hết hạn, thì 6 tháng Bunny mới mua lại. Thì hai cái kia của Bunny hồi đó Bunny xài thì nó đã hết hạn rồi. Còn cái này là cái mới Bunny mới mua. Và một lần nữa là nó là của hiệu Angel Eyes, và nó là màu xám. So yeah, Bunny sẽ đeo contact lens vô rồi makeup. Yeah, ok. Bây giờ mỗi cái bước mình làm á, mình nên nói cho người ta mình đang làm gì. Mình nên nói cho subscriber làm gì. Ok, trước mình để sức lotion rồi. Ok. Giờ mình sẽ để lên concealer là cái gì, something khuyết điểm á. Che khuyết điểm. Yeah. Che khuyết điểm. Cái gì đây? À đúng rồi. Thì hôm nay Tiffany sẽ xài nó bị gãy. Ok. Cái này là Victoria's Secret concealer. Không biết tên. Bunny sẽ không xài primer đâu, tại vì thường thường là Bunny ít xài primer lúc giờ này. Với lại giờ này primer nó làm cho Bunny khô da, cho nên mình sẽ không sử dụng primer, nghĩa là kem lót mặt. Nhưng mà bước tiếp theo Bunny sẽ làm thì Bunny sẽ dùng concealer để mà che khuyết điểm. So yeah. Giờ này Bunny nhiều khuyết điểm lắm các bạn ơi. Và lý do là tại vì Bunny có mụn á. Bunny ngủ trễ, Bunny có mụn rồi Bunny cứ cậy á. Và Bunny đã học một bài học rất là nhớ đời, nghĩa là không nên cậy mụn. Tại vì nó cậy mụn thì khuôn mặt sẽ có sẹo. Và bây giờ mặt của Bunny có sẹo bởi vì Bunny đã cậy mụn. Cho nên các bạn nhớ nha, không được cậy mụn. Và rất là buồn. Nhưng mà giờ mình sẽ chơi đi mấy cái khuyết điểm. Khuyết điểm mũi cắn là khuyết điểm mụn. Ơ, thẹo chứ không mụn. Đau gì really? Đau sao đau? Nhưng đó đau tại như pop rồi. Ồ, mới nói xong không được pop. Mới gì nói. Mới nói xong, như là cái này là cái mụn cuối cùng mà Bunny đập bể và... Đập bể pop á, bể. Ở Bunny đã cậy và các bạn đã nhớ là các bạn không nên cậy mụn. Nhớ nha. Vừa nói xong phải làm, thấy không? Wedding. Trong cái gương bự này không thấy gì hết trơn. Bẹt. Cái đó mới thấy á, cái gương mới khó thấy á. This is my house. My mirror. Too bad. Trời, khi mà bên này chép cái điểm xong thì bên này sẽ... Ủa sao mà hết rồi lại? Ok, xong tiếp theo thì Bunny sẽ dùng foundation của Makeup Forever, nghĩa là phấn nước của hiệu Makeup Forever. Và cái này là HD, nghĩa là dành riêng cho những cái occasion, nghĩa là khi mà các bạn đi tiệc á. Và khi mà dành riêng giống như là chụp hình á, khi mà chụp hình với là ánh đèn chiếu vô thì nó sẽ làm khuôn mặt của các bạn sáng ra và chụp sẽ rất là ảnh ảnh. Cho nên đó là lý do. Để che hết chưa? Hả? Chắc che hết rồi. Ok, cho nên đó là lý do tại sao nó đề là HD, nghĩa là HD. Ok, here we go. Mình sẽ để một cái giấy coi. Đằng sau cái tay. Oh, you rush it. Oh, fine, I'll share mine. Hold on, sharing is caring. Ok, mình sẽ để nó đằng sau cái tay. Rồi với cái cây cỏ stippling brush. Nghĩa là cái cây cỏ, yeah, stippling brush. Mình không biết cái này. Mày khó phải quá. Rồi mình sẽ... you don't have to use that to, you don't have to use the brush to cover your concealer. I use my finger. It works better. And then I dab like this. Ok, tiếp theo mình sẽ dùng... Yeah, để ở đây sau cái tay và bên này sẽ lấy cái cỏ để mà đánh. Yeah, apply. Lâu lắm rồi các bạn chưa thấy bên này làm cái video mà vừa nói chuyện và vừa vậy ha. Hãy bấm like nếu các bạn thích những video như vậy. Và nếu như các bạn thích thì trong tương lai bên này sẽ làm cho các bạn xem. Và bên này sẽ đánh một lớp mỏng thôi, bởi vì bên này không có thích lớp dày á. Tại vì khi mà đi mấy cái này là khoảng mấy tiếng mới xong. Và bên này, thật thời bên này cũng ghét đánh foundation rồi. Và bên này không có thích cái cảm giác đó. Cho nên bên này sẽ ráng đánh cho nó thật là mỏng, để cho khuôn mặt của bên này nó dễ thở và dễ chịu hơn.
Rồi bây giờ bên này sẽ dùng kem che khuyết điểm để mà che lại một tí xíu khuyết điểm. Tại vì khi mà mình dùng cọ để mà đánh kem lót lên khuôn mặt thì nó thì nó sẽ làm mấy cái khuyết điểm nó sẽ mấy cái khuyết điểm của mình nó sẽ trôi đi, và cho nên vì vậy bên này phải che lại một phần nữa. Và tiếp theo bên này sẽ dùng bộ phấn powder foundation. Đây có bị nhiều quá. No, I can cover it with concealer. Oh, okay. Và tiếp theo đây bên này sẽ dùng bộ phấn của hiệu Urban Decay, và đó là mang tên Naked Skin để mà đánh một lớp mỏng để mà đánh một lớp mỏng lên khuôn mặt của bạn này. You